Xin chào mọi người và chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì là một video rất là ngẫu hứng. Mình đang chuẩn bị pack đồ cho chuyến đi thực tế 9 ngày 8 đêm của mình cùng với Khoa. Thì tự nhiên mình muốn quay một chiếc video để chia sẻ cách mà mình thường hay pack đồ. Mình có hỏi anh Duy là không biết cái ý tưởng này nó có bị chán quá không, thì anh Duy bảo là hay mà, thế nên là mình đã quyết định quay luôn. Trước khi đi bất cứ một chuyến đi nào thì mình thường có thói quen lên mood board cho chuyến đi đấy, và đây là cái mood board mà mình đã lên cho chuyến đi lần này. Mình làm trên phần slide của Google Doc rất là dễ thôi, không cần bất cứ một cái template nào cả. Việc chúng ta làm chỉ là ném ảnh vào để có một cái nhìn tổng quan nhất về chuyến đi mà thôi. Trong slide này thì hầu như mình sẽ lên kế hoạch để mặc gì cho từng ngày. Việc này thì sẽ giúp mình tránh mang thừa đồ, mang thiếu đồ, hoặc là mang đồ nhưng mà không có mặc được. Chúng ta đi du lịch để hưởng thụ chứ không phải để mỗi sáng lại đau đầu với câu hỏi là hôm nay mình sẽ mặc gì, đúng không? Ở chuyến đi lần này thì bọn mình đã có sẵn tên các địa điểm hết rồi, và việc của mình chỉ là research xem cái địa điểm để trông như thế nào và mặc đồ cho hợp thôi. Khi mà các bạn của mình biết rằng mình làm một cái bút bút như này thì ai cũng bảo là mình rảnh rồi, mình ngớ ngẩn, nhưng thật sự là mình thấy nó rất là hữu ích, ít nhất là đối với mình. Với những chuyến đi dài ngày như chuyến đi này, những 9 ngày lận, thậm chí đến bây giờ mình vẫn chưa thể nhớ được là bọn mình sẽ đi qua những cái tỉnh nào, đi những cái địa điểm nào và vào ngày nào, thì cái việc mà mình không mang đủ đồ và mang thừa đồ hoặc mang thiếu đồ là một việc rất dễ xảy ra. Sau khi mà đã có một cái mood board hoàn thiện thì mình sẽ tiến hành pack đồ. Thật ra là trước đấy thì mình có thêm một cái bước nữa là một cái bước mặc thử với những cái bộ đồ mà lần đầu mình phối để xem là nó có hợp hay không. Còn với những bộ mà mình đã mặc rồi thì mình sẽ ném thẳng nó vào vali thôi. Cha chan, và đây là chiếc vali mà mình đã chọn cho chuyến đi lần này. Đây là một chiếc vali size 28 inch màu vàng cam, màu vàng chanh, rất là nổi bật. Ở nhà mình thì mình có 3 chiếc vali, 2 chiếc vali màu vàng chanh và một chiếc vali màu cam. Lý do mình luôn chọn vali màu nổi là bởi vì khi mà lấy hành lý ở sân bay thì nó rất là dễ tìm. Và lý do thứ hai là để tránh nhầm lẫn với những cái vali khác. Chiếc vali này thì mình đánh giá khá ọp ẹp, nhưng mà hiện tại thì cũng không còn option nào khác. Thế là chắc là mình sẽ cố gắng nhét đầy đồ vào trong này để khiến cho cái vali cứng cáp hơn. Ok, bây giờ chúng ta cùng nhau đi lấy đồ nhé. Và đây là cái tủ quần áo của mình. Cha cha. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành chọn đồ. Mình sẽ lấy những cái món đồ mà mình định là sẽ mặc ở trong cái mood board này. Ok. Đó, như cái set này là hôm qua mình đã mặc thử rồi để xem là nó có hợp không, vì đây là lần đầu tiên mình mặc cái set này. Đợt vừa rồi mình đã có một cái lần thanh lọc cái tủ đồ này, mình đã pass gần hết cái tủ đồ. Mà bây giờ thì nó đầy y nguyên như những ngày đầu. Một chiếc váy, một chiếc áo. Mình sẽ chọn thêm 7 đến 8 bộ nữa để làm backup. Ví dụ như cái chuyến đi của mình hôm qua mình tra thời tiết thì nó là mưa 100%, thì sẽ rất dễ khi mà mình bị ướt và mình phải thay đồ. Cái thứ nhất, cái thứ hai là có thể mình chơi hăng quá, mình bị bẩn. Hoặc là cái thứ ba là tự nhiên mình cảm thấy anh em đấy cái bộ đồ đấy nó không hợp nữa, thì mình còn có những cái phương án dự phòng, cũng như là những cái bộ đồ mặc vào buổi tối. Nên là mình sẽ chọn ra thêm một vài bộ nữa mà để backup. Những cái bộ này thì mình sẽ chọn những cái bộ đồ mà nó rất là dễ mặc thôi, những cái bộ đồ mà mình đã từng mặc rồi, để tránh cho cái tình trạng là đã đồ backup rồi lại còn không mặc được. Khi mà xếp đồ thì thường là sẽ có hai trường phái, một là theo chiều ngang và hai là theo chiều dọc. Chiều ngang là mình cứ xếp lần lượt các món đồ cho đến khi đầy với thành vali thì thôi. Việc này thì sẽ khiến mình chỉ thấy được những cái bộ đồ xếp ở bên trên thôi, còn ở bên dưới thì sẽ không thấy đâu hết. Khi mà tìm thì sẽ phải lục tung cả cái vali lên rất là bất tiện. Thì thay vào đó thì mình sẽ pack đồ theo chiều dọc. Đầu tiên thì mình sẽ chia đồ ra theo bộ vì mình đã lên hết các bộ rồi mà. Sau đó thì mình sẽ tiến hành gấp và xếp đồ theo chiều dọc bằng với thành của vali. Các bạn có thể nhìn video để thấy dễ hiểu hơn ấy, chắc là mình nói sẽ hơi khó hiểu một chút. Khi mà pack như vậy thì mình sẽ thấy hết những cái món đồ của mình nằm ở đâu, và không có món đồ nào là mình không nhìn thấy cả. Khi mà cần lấy đồ thì mình chỉ cần nhấc đúng cái bộ đó lên thôi, rất là tiện mà, phải không? Sau đó gấp cho nó thành 4 phần với những chiếc quần dài. Đó, là mình sẽ tiếp tục để vào đây. Cái chuyến đi này thì mai mình sẽ đi từ lúc sáng sớm, nên là giờ mình sẽ phải pack đồ xong trong buổi sáng ngày hôm nay.
Ok, và mình đã pack xong quần áo, thứ quan trọng nhất của chuyến đi. Một bên mình sẽ để kín quần áo luôn, để vừa vặn như thế này luôn, và để bằng với cả cái mặt của cái vali này. Thì khi mà mình dựng cái vali lên thì đồ của mình cũng sẽ không có bị xô lệch. Thì là căn bản là bởi vì bên này nó sẽ không còn bất cứ một cái chỗ trống nào nữa. Ở phía bên còn lại thì mình sẽ để những cái món đồ khác, những cái món đồ không tên của mình. Đầu tiên thì sẽ là phụ kiện. Phụ kiện như là khuyên tai, các thứ của mình thì mình đã để sẵn trong một chiếc túi như thế này rồi. Mình sẽ để thêm được vào chiếc túi này kính này. Để vừa hai cái kính thì chắc cũng hết diện tích rồi. Lần này thì mình chỉ đem theo khoảng 1 đến 2 chiếc túi sách này thôi. Túi sách này thì để không thì nó sẽ rất là phí. Mình sẽ để vào trong này những cái bộ bikini của mình. Thứ nhất là nó vừa giữ được form túi sách, thứ hai là nó còn tiết kiệm rất là nhiều diện tích nữa. Còn ở chiếc túi còn lại này thì mình sẽ để một vài những cái mũ của mình, những cái mũ mà có thể gập vào được nha. Đó, với những chiếc túi và phụ kiện thì mình sẽ để trong này. Một phụ kiện. Sau đó thì mình sẽ đóng cái này lại. À đây, còn một cái, còn mấy cái mũ nữa. Đây. Và mình đã có một chiếc bag cho những cái phụ kiện của mình. Tiếp đến là giày dép. Ngoài một đôi sneaker trắng mình sẽ đeo từ đầu đến cuối chuyến đi, và mình sẽ đeo luôn ngày mai, thì mình sẽ đem theo một đôi giày cao gót và một đôi boots. Mình không chắc là mình có thể đi được hay không, hay là kiểu mình sẽ mệt mỏi và đi giày thể thao. Nhưng mà thôi, mình sẽ đem đi, vì nhỡ đâu mình sẽ cần dùng đến thì sao. Mình sẽ sử dụng những chiếc túi như thế này để giày của mình cho nó sạch sẽ. Mình sẽ đem thêm một đôi dép này nữa. Sau khi mà để giày vào thì mình thấy còn khá là nhiều chỗ trống, nên là mình sẽ làm đầy nó bằng bít tất của mình và túi đồ lót. Bây giờ thì nó đã rất là đầy đặn rồi. Ok. Và cuối cùng không thể thiếu, đấy chính là một chiếc túi đựng đồ dùng hàng ngày của mình. Trong này sẽ có dầu gội này, dầu xả này, nước tẩy trang, dầu tẩy trang, sữa rửa mặt, một đống thứ linh tinh nữa. Mình đã chiết hết những cái đồ đấy vào những cái chai nhỏ của mình và cho chúng vào một chiếc túi chống thấm nước như thế này. Mỗi lần chuẩn bị đi đâu ngắn ngày hay dài ngày thì mình chỉ cần cầm nó theo mà không cần lo là mình thiếu đồ này, thiếu đồ kia. Ngoài ra thì ở đây mình còn thêm một pack để đồ mỹ phẩm của mình nữa. Đây, mình sẽ để nó vào đây. Hòm hòm thì hiện tại là cũng đủ đồ rồi đấy. Quần áo, thế này là ok rồi. Mình sẽ đóng nó lại. Ok. Như thế này, cho nó gọn gàng. Ok, và mình đã pack xong chiếc vali của mình rồi. Trời ơi, nó phải nặng tầm khoảng 20 cân mất, mình đi những 9 ngày liền mà. Thật ra là mình cũng không chắc là mình còn quên cái gì không, nên là mình sẽ thường pack đồ trước khoảng tầm nửa ngày đến một ngày trước chuyến đi, để mình có đủ thời gian xem là mình còn cái gì chưa vứt vào đây hay không. Ngoài chiếc vali to khụ 20 cân này ra, chiếc vali này thì mình sẽ để dưới khoang cốp của ô tô, bởi vì là bọn mình sẽ đi ô tô vào tận Tây Nguyên, sau đi máy bay ra mà. Chiếc vali này thì gần như là mình sẽ không động đến, mà mình sẽ chỉ động đến vào buổi tối khi mà mình trở về khách sạn thôi. Thế là mình sẽ cần một chiếc túi rất là to để đựng đồ cá nhân của mình. Vì cái chiếc túi này thì mình đã để sẵn đồ vào rồi, nên là mình sẽ show cho mọi người xem là trong chiếc túi này của mình thì có những cái gì nhá. Đầu tiên không thể thiếu đấy chính là laptop. Mình thì ngoài điện thoại ra không thể sống thiếu laptop, kể cả trên ô tô. Vì sẽ có những cái công việc đột xuất này, hoặc là video chưa được chỉnh sửa xong thì mình sẽ phải hoàn thiện và làm việc trên laptop. Thế nên là không thể thiếu laptop được. Ngoài laptop ra thì sẽ có một chiếc túi. Lại một chiếc túi, mình có rất nhiều những chiếc túi nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này. Chiếc túi này thì mình sẽ dùng để đựng đồ, những cái đồ nhỏ nhỏ của mình kèm theo với cả là laptop, là sẽ có đầu đọc thẻ này và
một chiếc hộp. Chiếc hộp này thì sẽ đựng ổ cứng của mình cũng như là những chiếc thẻ. Ngoài ra thì trong chiếc túi này còn một thứ nữa, đấy chính là AirPods. Thì mình sẽ để nó hết vào chiếc túi này thì trông nó sẽ rất là gọn gàng và mình sẽ không kiểu bị ngụp lặn trong một chiếc túi. Chiếc túi này thì rất là hay vì nó có rất là nhiều những cái ngăn để đồ. Đây mình sẽ show cho mọi người xem. Đây mọi người thấy nó có rất là nhiều những cái ngăn để đồ đúng không? Ok, tiếp tới sẽ là hai chiếc máy ảnh xinh xinh của mình. Hai chiếc máy ảnh này thì là hai chiếc máy ảnh số, tức là máy ảnh chụp bằng thẻ chứ không phải là chụp bằng phim. Chụp cũng khá là xinh, thế là mình đã cầm theo. Ngoài ra thì còn gì nữa anh ta? À đây, còn một chiếc kính, một chiếc kính râm để mình đeo khi mà cần thiết. Chắc là tí nữa mình sẽ bỏ thêm một chiếc mũ vào đây nữa vì nhỡ đâu nó nắng ấy. Ok, tiếp đến thì mình sẽ có một vài đồ ăn nhẹ như kiểu là Fitness Bar này để tránh cho việc mình đói. Cái này thì lúc nào nó cũng có sẵn trong túi của mình rồi. Ok, tiếp tới sẽ là vài những cái đồ make up nhỏ nhỏ, ví dụ như là son dưỡng này, son môi này, và kẻ chân mày. Ngoài ra thì đương nhiên chúng ta sẽ không thể nào thiếu được ví. Trong ví thì lúc nào cũng phải có chứng minh thư nhân dân và thẻ ngân hàng. Mình thì không bao giờ có tiền mặt ở trong ví cả, nên là chắc là một lát nữa mình sẽ phải đi rút khoảng tầm 1-2 triệu gì đó để nhỡ có việc gì cần. Ngoài ra thì sẽ có sạc dự phòng nè và sạc điện thoại. À còn thiếu một món nữa, đấy chính là một cái túi. Một cái túi ở đây thì mình không có ở đây rồi. Một cái túi mình sẽ đựng tất cả những cái món đồ quay của mình, bao gồm mic này, camera này, pin này. Và đó là những gì mình đã chuẩn bị để đem chuyến đi thực tế. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Hy vọng là mọi người sẽ thích video này. Đừng quên để lại một like, share cũng như là subscribe để ủng hộ cho kênh YouTube của mình nhé. Cảm ơn mọi người. Bây giờ là 10 giờ rồi và 4 giờ sáng mai thì mình sẽ di chuyển. Đến bây giờ thì chắc chắn là không còn quên gì nữa rồi. Chiếc vali này thì hầu như không có gì thay đổi từ cái lúc mà mình pack cả. Ngoại trừ mình có thêm một cái túi đựng những cái cáp sạc và một túi đựng đồ make up ra thôi. Ở bên này thì mình đã có thêm một chiếc túi để đựng những cái đồ ăn mình ở trên xe. Tại vì kiểu mai mình sẽ đi xe ở trên ô tô 10 tiếng, thế là mình sẽ cần nước này, trái cây này không thể thiếu, bánh khi nào mình đói, nước dừa, nước lọc. Và vẫn là chiếc túi mà mình đã quay cho mọi người, nhưng nó đã có thêm hai chai nước sâm và có thêm thuốc chống say, một vài liều thuốc chống say. Để thật ra mình không có say xe đâu, nhưng mà kiểu đi lâu như thế thì mình cũng không chắc ấy, nên là mình cứ mua để tránh cho bị mệt. Và vậy thôi, hẹn gặp lại mọi người ở vlog đi thực tế của mình nha.